Việt Nam ta đi là nghĩa. Rời xa những ồn ào tất bật nơi phố thị, ekip Việt Nam đi là ghiền ngày hôm nay sẽ đưa quý vị đến một vùng quê thanh bình. Nơi đây sở hữu cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, sông nước hữu tình. Nếu mà đã đến một lần, đảm bảo không ghiền mới là lạ đó. Hey, xin chào quý khán giả đang cùng theo dõi Việt Nam đi là ghiền. Nhật Trường đang có mặt tại khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp 10 ở huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Hôm nay thì Trường sẽ tiến sâu vào lõi của vùng này để cùng với lại quý vị khán giả chúng ta sẽ khám phá cảnh quan thiên nhiên nè ha. Nhưng mà hơn hết là trải nghiệm ẩm thực dân dã của vùng này. Đi thôi nào. Đi. Vùng Đồng Tháp 10 có diện tích gần 7.000 km2, trải rộng qua 3 tỉnh là Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp. Trong đó tỉnh Long An chiếm hơn phân nửa diện tích. Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp 10 thuộc khu phố 3, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa là một trong hai khu bảo tồn sinh thái lớn nhất của tỉnh Long An, nằm trong tiểu vùng Đồng Tháp 10. Nơi đây có diện tích là 1.029 ha, trong đó có hơn 965 ha là rừng tràm nguyên sinh. Với đặc trưng của hệ sinh thái ngập nước, hệ sinh cảnh ở đây đa dạng và phong phú và lại còn thay đổi theo từng mùa nữa. Xin chào quý vị. Bây giờ thì Trường sẽ giới thiệu đến tất cả quý vị khán giả một anh nông dân chính hiệu của vùng Đồng Tháp 10, anh Khánh. Em nghe nói là anh Khánh nhà mình mặc dù là nhỏ con vậy nè, nhưng mà là chuyên bắt cá mà là cá lóc khủng nha mọi người. Đấy, anh Khánh, anh bắt con bự nhất là nhiêu ký anh nhớ không? Nếu mà cá lớn hôm này bắt được á thì tầm khoảng 3 ký. Ủa mà bây giờ nếu như mà để bắt được mấy con cá mà bự cỡ đó đó thì có bí quyết gì không ạ? Những chỗ mà như là giống như là ít người đi tới lui hoặc là cỏ nhiều, nó thường là sẽ cá nhiều. Như là khúc này được không nè, cỏ quá trời nè. À, vòng vòng đây nè, khu này đặt lợp cũng có cá đó. Lợp là mấy cái này hả? Là cái này là đúng rồi. À, là bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đó mình đặt xuống. Thôi giờ anh cho đường đi làm thử được. Thử ha, giờ cũng chuẩn bị rồi này, mình đi ha. Đi. Đừng thắc mắc nãy giờ cái ống này là cái gì đấy cũng không biết. Ống này làm gì anh? Cái ống này hả? Thì để mình kiếm đồ ăn ngày mai đãi Trường đó. Đãi vậy ta? Là đặt ở đâu bây giờ? À, mình di chuyển vô phía trong này nè, mình đặt bên trong. Ok. Nước cạn vậy có con gì trời? Con gì sáng biết. Trời đất ơi. Cái ông này vừa tò mò mà vừa tức nữa chứ. Rồi đây. Rồi chừng nào mới vớt nó lên? Sáng mai mình đi thăm lợp thì thăm nó luôn. Nữa hả? Sáng mai luôn hả? Đúng rồi. Hôm qua em ngủ ngon không Trường? Anh nghĩ sao mà ngủ ngon được anh? Nôn nao muốn chết luôn à. Ủa sao anh bước dễ vậy? Em rút thẳng lên. Ui à, đúng rồi, nãy giờ rút nghiêng là không có được. Giòn không? Quá giòn, quá ngọt luôn đúng không? Nghe cái tiếng là thấy giòn rồi. Ồ, thì không có thì em ơi. Trời ơi, su cà na luôn. Thằng này là em dở hay anh dở nè? Anh uống sao? Em muốn dở nữa không? Bây giờ anh muốn có cá không? Anh dở là nãy là không có, là em dở là có. Em dở phải không? Chắc hy vọng là em may mắn đây. Trời ơi, hai con. Ui, anh, con này con gì anh? Cá trê vàng á. Con cá trê, các bạn thấy không? Có một con cá lóc bự nè, với con cá trê. À, Trường ơi, con cá trê đó thì nó nhỏ quá, thôi mình thả nó lại tự nhiên đi em. Tại vì ở đây á là khu bảo tồn nên tụi anh chỉ săn bắt những con cá là nó đạt tiêu chuẩn. Trời ơi, lần này. Ui, mém chút rớt ngoài rồi. Ê, có. Trời ơi, con này chắc cũng ký mấy phải không? Ê. Ra ngoài. Dỡ được cái lợp này cũng hàng khủng nha. Ôi, có nè em, có nè, coi, có nè. Thấy gì không? Ê. Thấy gì con gì không? Ê, con lương. Con lương không? Đúng rồi. Trời ơi, ông giấu mình hôm qua tới giờ. Đây là con lương. Đó, rồi, bắt bỏ vô đi. Trời ơi, quá đã, bỏ vô. Bỏ vô. Ê, nó trơn quá. Nhờ công tác bảo tồn từ nhiều năm qua mà khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp 10 vẫn luôn giữ nguyên được nét hoang sơ nguyên bản. Sản vật sinh sôi đều đặn, mùa nào có thức đấy. Đó cũng là lý do mà nơi đây sở hữu nhiều đặc sản dân dã chứa danh, làm đứt lòng du khách xa gần. Chào chị Tiên. Ai ơi, món gì đây chị? Lương nướng mía. Nóng quá. Tuyệt vời lắm, anh phải làm một miếng liền. Cắt một miếng bự lên, mời chị Tiền luôn. Đây.
Em mời chị ăn nghe miếng đi. Nè, trái muối nè. À, anh làm miếng đi. Ở miền Tây mình hay có một cái trường thái để ý á, là mọi người hay có một cái chén nước chấm, chấm chung với nhau. Đâu đó Trường không biết là cụ thể nó như thế nào, nhưng mà riêng bản thân mình cảm nhận là nó có nhiều người chia sẻ với nhau. Mời các bạn. Nóng quá. Thịt rất là dai, rất là ngọt. Cái lương thì nó đã tuyệt vậy rồi đúng không Trường? Dạ. Bây giờ mình còn món thứ hai nữa là cái món cá lóc khủng của mình. Chị đúng rồi. Đã làm xong cái món lẩu rồng nội, các loài hoa là ra tất cả là đều ở đồng hết. Giờ em thưởng thức thử một miếng đi ha. Trời ơi, quá đã. Còn tí nước nữa em. Dạ dạ, đây 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 đây. Con cá đã ghê không? Cá sáng mình bắt nè anh ha. Đặc biệt là chấm với muối ớt nha. Cá thì nó ngọt, nó bùi bùi, kết hợp với cái nước lẩu á, nó chua chua, nó thanh thanh. Là thêm một chút độ giòn giòn của rau nè, của súng nè, cái độ nhẫn nhẫn của con bí nè. Cả cái xo đũa này cũng nhẫn nhẫn, mấy cái rau này nó vậy đó. Nó làm cho mình đủ thứ vị trong đó hết, làm cái món lẩu của mình nó rất là hòa quyện. À, hôm nay là mình được ăn cá lóc đồng nè, được ăn bên này là có lươn nướng nữa nè, được ăn một cái nồi lẩu chua cay mặn ngọt đầy đủ các vị hết. Ngày hôm nay đến với Đồng Tháp 10, chúng ta đã thưởng thức được cảnh vật thiên nhiên hoang sơ mà lại vô cùng yên tĩnh nè, bên cạnh đó là ẩm thực dân dã nơi này. Quá trời món ngon, ăn như thế này thì quá tuyệt vời rồi, nhưng mà thời lượng của chương trình thì cũng có hạn nên là thỉnh thử ngay bây giờ đây cũng đành phải nói lời chào tạm biệt với tất cả các bạn khán giả của chương trình. Các bạn thân mến, hãy cùng nhau theo dõi chương trình Việt Nam Đi Là Ghiền được phát sóng vào lúc 11:50 trên kênh HTV7 vào thứ 6 hàng tuần và sẽ được phát lại vào ngày thứ 4 và thứ 5 của tuần tiếp theo. Bên cạnh đó, nếu mà các bạn yêu thích những thông tin và cả là những hình ảnh mà chương trình mang lại, hãy like, share, comment và subscribe kênh YouTube Việt Nam Đi Là Ghiền để có thể theo dõi thêm nhiều hơn nữa những video đặc biệt đến từ chúng tôi. Còn bây giờ thì Nhật Trường, anh Khánh và cả chị Tuyền cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Việt Nam ta đi.